Light Finance, the Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, trái phiếu là một loại hình thức chứng khoán được nhiều người lựa chọn bởi lợi nhuận ổn định vì tính an toàn. Vậy trái phiếu là gì? Đây có thực sự là kênh đầu tư phù hợp với bạn hay không? Hãy cùng tìm hiểu về trái phiếu và các thông tin liên quan trong video ngày hôm nay. Hãy cùng theo dõi nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm trái phiếu là gì? Trái phiếu là một loại chứng khoán được phát hành bởi tổ chức, công ty hoặc nhà nước nhằm xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi cũng như các nghĩa vụ khác cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100.000 đồng và bộ số của 100.000 đồng. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay và tự trả, tự chịu trách nhiệm và hiệu quả sử dụng vốn vay cũng như khả năng trả nợ khi đến hạn. Việc phát hành trái phiếu nhằm mục đích huy động vốn từ thị trường để sử dụng cho mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoặc để cơ cấu các khoản nợ tài chính của doanh nghiệp. Mục đích phát hành trái phiếu cần được công bố công khai tại phương án phát hành để nhà đầu tư có thể tham khảo và quyết định có nên sở hữu hay không. Việc sử dụng vốn doanh nghiệp cần cam kết thực hiện theo đúng mục đích của phương án phát hành và các nội dung đã thông báo cho nhà đầu tư. Vậy trái phiếu có phải là chứng khoán không? Trái phiếu là sản phẩm của thị trường chứng khoán, được tổ chức phát hành nhằm huy động vốn từ thị trường sơ cấp hoặc thứ cấp. Tương tự như khi đi vay tiền, bên phát hành phải thực hiện trả lãi mỗi kỳ và hoàn trả nợ gốc vào ngày đáo hạn. Người mua trái phiếu được gọi là trái chủ, chủ nợ của tổ chức phát hành. Nhiều người nhầm lẫn giữa trái phiếu và cổ phiếu. Có 4 thị trường trái phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý. Đầu tiên là thị trường trái phiếu chính chủ, là kênh huy động vốn cho ngân hàng, nhà nước. Thị trường này đóng vai trò then chốt trong thị trường trái phiếu. Thứ hai là thị trường trái phiếu chính phủ bảo lãnh, là kênh huy động vốn cho một số các đối tượng thuộc cấp được bảo lãnh chính phủ như các doanh nghiệp, ngân hàng chính sách, tổ chức tín dụng quy định trong luật quản lý nợ công. Trong thị trường này, đối tượng phát hành trái phiếu chính là Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội. Sau khi có tài khoản, bạn có thể bắt đầu tìm đến danh mục trái phiếu và lựa chọn loại trái phiếu mình muốn. Đối với các giao dịch chuyển nhượng có thể thực hiện giữa các nhà đầu tư với nhau thông qua thỏa thuận về giá cũng như số lượng, hoặc bạn có thể bán lại cho tổ chức phát hành hoặc cho các công ty tài chính và ngân hàng có thu mua. Hiện nay, câu hỏi có nên đầu tư trái phiếu không đang là một vấn đề. Hiện nay, câu hỏi có nên đầu tư trái phiếu không đang là một vấn đề khiến nhiều người chơi chăn trở. Trên thực tế, trái phiếu là một kênh đầu tư rất tốt dành cho các nhà đầu tư, đặc biệt đối với những người mong muốn nhận được một khoản thu nhập cố định và lâu dài. Đây là sản phẩm đầu tư ít rủi ro hơn so với những loại chứng khoán khác như cổ phiếu, bởi lợi tức dành cho trái chủ không bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cho nên, đó là một lựa chọn an toàn và dài hạn cho những ai ngại rủi ro. Ngoài ra, trái phiếu là cách để bạn phân tán rủi ro, đa dạng danh mục đầu tư chứng khoán của mình. Bên cạnh đó, việc sở hữu trái phiếu không quá khó khăn, chỉ cần bỏ vốn là có thể sở hữu. Trường hợp xấu nhất là khi doanh nghiệp bị phá sản, lúc này người nắm giữ trái phiếu vẫn sẽ có lợi khi quá trình thanh lý tài sản bắt buộc phải chi trả nợ cho trái chủ trước cả cổ đông. Vừa rồi là những thông tin về trái phiếu và những đặc điểm của trái phiếu trên thị trường. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm những thông tin hữu ích. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.